đây là, đây là xuống góc qua kia đó xong em biết xong đây nè, từ 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 đừng cho xuống góc, đừng cho xuống góc. Chưa hoang hả? Con hàng nào nó cao nghe sao? Đây là trên. Đây nè. Trời ơi, buổi tối mà chạy xuống hai xuống đất. Thật buổi tối mà chạy xuống đất. Chạy gì rơi á? Hey. Chạy đó, chạy đâu không? Cô dễ con thằng. Thôi sao lại 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 lại. Mày. Ê, xong. Lại. Đâu rồi? Đi đó đi. Nhân mối. Một con nhân mối. Chuột, nhân mối. Ai vậy? Giờ ốc này chú. Chuột kêu đây nó kêu chuột rồi. Dạ. Đi sao? Ôi, chạy cái món bự không? Dạ đây rồi, có anh đây rồi. Đây dạ. Kiếm còn hay không? Thôi rồi, thôi. Xong. Như này, hay quá xong ơi. Một con chuột đầu tiên. Ê. Đâu rồi, đâu rồi. Đi sao chụp? Lượm cái trời. Ôi ó con chuột bự. Em bỏ ra xong rồi. Có hàng không? Đi rồi. Ôi chào cả nhà. À, tối nay anh em tiếp tục săn đêm nữa cả nhà. Mới có con chuột đầu tiên mà làm khó anh em dữ lắm rồi. Nhầu nãy giờ cả nhà. Coi chỉ cẩn thận nha anh em. Buổi tối bắt con máu đã dữ trời. Nói gì đâu. Thôi đây. Lấm. Ê, con gì con gì con bói bói lên cây xài. Đâu? Trời bay. Đâu vậy? Đó. Bấm. Lụm nữa cả nhà ơi. Dễ dàng. Ê, động mấy nó xài nữa có được không? Đây đây cả nhà. Con kia là. Rồi bữa nay có nhạc cả nhà ơi, sung dữ lắm sung rồi. Nhắc
Gì gì? Hút nó. Cái gì vậy? Cái bánh nó lại. Không. Lắm. Này em. Ê chạy. Đi con sống. Hai con này xong rồi ơi. Con bành bành không lại ơi. Không có luôn. Đó rồi. Không ngờ bắt con đi dễ dữ chạy. Rồi, hai con chà bá luôn rồi cả nhà. Đó, vô. Lùm dưới ta. Ai thủ cái đường trước đi. Im. Chưa, thấy đi. Lắm bự. Gì? Đi lên, vô. Được không? Đi, 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 đi. Gì? Mối. Chuột nó rồi. Dính này. Chuột dữ lắm bự. Lú, 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 không chạy lại. Con nè. Con. Quật miếng mối hả? Không biết. Đâu đây nó đây nè. Đó, ở dưới đó đó rồi. Đâu rồi? Đâu sao sạc à? Này xong 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 đây xong xong. Nhìn lên xong. Nó nằm kìa, xong. Xong. Hút nó. Không? Còn ở dưới mé nữa đó. Gì vậy? Đây nè, nó dưới đây ngon nè. Dễ ăn, ba con luôn. Ủa tới nhà hay vậy? Con gì? Con gì? Chặn đầu đi xong. Đứng sau. Cào. Con nó kìa, coi nhau ơi, con nữa. Lụm luôn. Quả. Trời ơi. Hai con luôn cả nhà. Còn tay nào nữa không? Hết rồi. Rồi bước luôn đi. Chụt lẳng em chừng chạy đây rồi xong. Ừ. Thôi được rồi. Ôi cả nhà ơi, con nè, một nắm hai nắm luôn. Thôi im. Dữ thần thiệt. Dữ lắm rồi, bữa nay dữ lắm rồi cả nhà. Bưởi ơi, vô. Chục này mập xong. Mập mập không? Dữ lắm đã rồi. Dễ quá ha. Cả nhà thấy sao? Nãy giờ thấy sao? Giống con rồi. Vô. Ngon ngon. Công nhận dán mối buổi tối bắt đã thiệt cả nhà.
Buổi tối đó, mình động động cái này chị sạc sạc vậy đó. Tới nhà luôn anh em ơi. Ê, mới bự, mới bự. Đây nè, đâu đây nè. Đồng đồng cho chạy ra xong. Đó, 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 chạy qua đây, chạy qua đây. Tới luôn, tới luôn, tới luôn. Cho chạy ra luôn, đó, tới luôn. Tới, rồi, sao lại lắm. Không hất bé nào cả nhà. Thôi, qua bên kia đi. Dữ thần rồi, dữ lắm rồi. Đại nhạc hồi tới rồi. Sao qua đường kia? Ấy có đường kìa. Bây giờ là anh em lúa cũng không xác định được là chắc này là ở đâu luôn á cả nhà. Chuột bự xong, nó bự xong ơi. Ở đây, đứng 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 bắn được xong rồi, đứng đây bắn xong. Đây cái nhà chuột nào rồi, đây cái nhà thấy không? Thấy không? Các nhà thấy không? Sợ quá luôn. Ngay chân đèn lúa luôn cả nhà. Hả? Trời ơi trời. Rồi trời. Trời trời. Lúa đó nghe. Chợt cái xài đó. Kêu cái gì đó? Vô hoang hay gì? Tôi hoang. Đúng rồi. Hay quá xong ơi. Tét đầu. Tốc độ 100 cây chuối giờ cả nhà. Quá mạnh, xuống quá mạnh. Còn ơi, cái xài đang là xong. Cái nhà coi chuột lên phá xài nè cả nhà. Không. Tét đầu. Ê xong ơi, cây xài dữ lắm, nó ăn dữ lắm nhiều luôn xong ơi. Kìa. Trái trên kia nữa kìa. Nè. Giờ coi chừng hàng này có nha. Trên đầu xài á. Bên đó đó. Thấy không? Cái đường này còn chuột nữa anh em. Ê, lại cho đi đưa bên kia hả lại. Ê, chút, chút, chút. Gì? Gì dạ? Kìa, qua kia. Chưa dớt. Dớt kìa. Cái gì đó lại. Lúa rồi. Quá. Quá chạy. Đập dữ thằng hả? Đập cái cây khẽ bụp. Ê, chuyện này có chuột nghe anh em. Không chạy dữ lắm. Sao không đập vô đó? Thứ gì chịu này mà hỏi mà không chạy. Cả nhà buổi tối có gì không hà cảm cả nhà. Rồi. Được không? Còn gì được không? Anh chui thử coi. Để tức à. Chưa nói không? Sao xuống lần nào đi cũng bị cái xương gối sao? Được chưa? Được không?
mày đâu rồi? Đâu rồi? Đâu, cây đâu đó, đó. Cũng chú mặt tao hả? Ừ. Kì tay kìa. Tới không? Chạy đi. Chạy đi. Đâu rồi? Trên đây nè, chỗ cũ. Dính nó kìa. Chuột cái này có chuột nha. Nó đang xài ra đây cả nhà, vừa nào có xài trái là có chuột. Con nào thấy không? Ừ, quá đẹp. Dính mối luôn hả? Vô. Ừ. Bữa nay chúng nữa rồi cả nhà. Vô, vô. Ăn cái xài đó nữa. Chuột ở đâu? Trên dòng đó. Con ăn chuột em rộng đó rồi. Cái xài mới ăn mới chát kìa. Chuột mình dậy mới bắt á. Rồi rồi. Dặn mồi. Ây da. Xong. Nè. Cái con này xong, xong xong. Đưa đúng nghe con này. Này, đây. Đây có xong. Đây, coi chừng. Đây nè. Đó. Ở trên đó. Ừ. Hay quá. Đây nè, đây nè. Nó quất anh hai con không quất được luôn. Nhiều mối dữ lắm, nhiều mối. Bao nhiêu con chuột có dòm cái vườn xài này mà. Buổi tối á cả nhà, để ý á, nó sẽ chạy dung dinh mấy cái xài à. Mình theo cái đó mình bắt nó. Theo phương hướng đó. Con tàu bé bé lớn lớn lên kia rồi. Hút gió hả? Lụm nữa. Con nó mới bành bành á. Trời ơi, dội lên cái đồ cục cảnh sát hết, hồi tưởng chuột. Chuột mày lớn chắc dạo luôn á, cả nhà. Anh đang hiểu tình em kìa. Nó trên đầu chuối cả nhà ơi. Hát ác mới xong. Lại. Anh bên đây nha. Hay dữ trời. Xuống góc hả? Ừ. Nhìn giống hay không? Bên lúa hay bên đây? Đây nè, bên đây. Nó chạy xuống góc đó. Đâu rồi? Cái này hả? Qua đây từ 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 cái chạy xuống nè. Qua kia rồi, xong rồi. Đây, học tắt rồi. Sư phụ. Coi. Đúng á. Đâu? Kìa, xong đâu? Đây là xong. Coi đi. Nó nằm. Nó qua kia chưa?
vô cục cái mất tiêu trời. Đâu hả? Đầu đồng tre tới xong. Chị em ông cẩn thận nha anh em. Qua đó vậy là lại luôn. Không thấy. Ai xuống góc quay cây bên đây nè. Kìa. Cây bên đây, đây, xong. Vô bụi chuối, vô bụi chuối. Bên đó đó. Thấy chưa? Rồi trời lại. Không chịu. Ok, cây dặm cây đó xong. Giỡn mặt cái tao con chuột. Bấm. Lắm. Được cái mày mệt quá chuột ơi. Chứ mũi rồi. Đổ mồ hôi chứ không phải giỡn à. Lắm. Cái xin chịu nó cẩn thận nghe lại. Đi dục hoài cưng. Xong. Ngoài kia xong. Xong. Chịu lắm bự xong rồi. Im lại. Cái gốc cây đó là bắn. Đó, trên lên rồi đó. Lại qua kia lại. Đây lại cho lại cái hú cho cái này. Xong. Đây đưa cái bụng này trời. Kê lại. Kê lại. Đó lại. Xong. Thấy chưa? Im được. Cái gì lại? Dục cái gì lại? Kê kê xong xong xong. Đi lòng cái bé vương xong. Đèn tù lum đèn chứ. Ra ngoài đi xong biểu nó mé kìa, đứng nó ngất lên. Qua đây nè. Đây nè xong, đứng đây để bắn này xong. Kìa. Nó lùm cho mày đó. Không thấy con chuột anh đâu vậy, sao bắn. Nó giật nó luôn đó. Nó trên đó đó. Ừ. Cái trên kia chút. Ừ. Thấy chút. Cho xuống bước luôn. Trời ơi, chờ cái gì xong. Đi nào. Chưa. Đi kìa anh em. Tìm kìa. Đây nè. Đó kìa. Kìa kìa. Vô hang rồi, vô hang đó rồi. Trời ơi, vô. Ây da. Ác ôm thì chứ. Dạ. Chị đâu? Rồi sao thôi vô hang dưới nước. Bự rồi. Đúng rồi nha. Chưa coi thấy. Ấy dạ. Chưa. Dội á xong. Chúng cái cây tạt. Lụm anh ơi. Cái nhà thấy buổi tối đi. Dội đèn vậy chụp chuột không phải dễ đâu cả nhà ơi. Xong hốt luôn rồi. Thiệt. Chĩa nó bên đây nè. Ô cái chĩa về sửa lại ngang anh em. Này cũng lại. Chĩa này như con chết đây nè.
anh em lúa đi săn lần nào cũng bị sự cố chỉ hết trơn cả nhà. Lắm. Con lấy được mà. Quá trời quá đất bên đây không thua bữa hổm nó hết lại. Bỏng hết cơ. Thua bữa hổm đâu. Ghê trời. Nhỏ. Đâu chụp xuống. Trời ơi. Bị trâu. Thấy chưa? Ở bên đây có thằng nào không? Hai con luôn hả? Chỉ cho thôi. Quá xa quá xa. Mối quá mối rồi. Cái đuôi thì cái mình ở đây nè. Ủa? Kìa xong. Thấy xong. Lấm trắng. Trên đọt rồi xong rồi. Đang lên hay sao? Đang lên đi. Giờ nó lại đây. Xong rồi. Kìa kìa kìa. Tướng nó bắn được xong rồi. Cái gian đàn lúa này thấy không? Chăn phiếu luôn nè. Đó đó đó. Đứng ở đó thấy rồi xong. Đó cái bụng đó. Ôi nó bự mập. Cái đầu đó, cái mình đó, cái đuôi đó, cái tay đó, bóp đầu cái đầu đó, đúng, mà cái chế luôn mà xong rồi, dừng dục đó. Lắm chuột mập. Con tư ha. Ừ, thiếu luôn. Đuôi đó. Đâu? Đâu xong? Đuôi nè. Không đó. Không có đi. Cái im, cái đầu rồi. Cái đầu đây nè. Làm ơi. Cái nào cũng thục lát chân sao không? Không tưởng anh em trơn rồi. Lắm. Còn hả? Bóp nó xong. Đúng luôn. Dữ lắm à cả nhà. Tối là bữa nay giống máu dữ thằng trời, bữa nay mới đi máu dữ thằng gì à. Vô cả nhà ơi. Dữ lắm luôn nè. Quá trời máu rồi. Có vậy bắt quá ha. Ừ, buổi tối cả nhà. Ok. Được không? Thì cũng được đó hả? Con nữa hả?
xong. Đây con nè. Cho nó xuống nước xong. Kìa chạy xong. Kìa xong. Chú hai xong. Từ từ. Đâu rồi? Lắm. Con kia ra lại. Con nữa. Đi này nè, xong. Kìa, thằng trước. Chạy lên bờ ơi. Trời con kia. Vũ Tranh, xe lời. Dậm lại hay ai dậm? Đủ tới đi xong coi. Gì? Đập đập thôi, có được không xong rồi, Tranh không xong rồi. Đi xong, xong. Được rồi nữa rồi. Trời đất chơi tôi chẳng là kia rồi. Cái xong. Vô xong. Cái xong, cái xong. Mày hả bởi. Ôi. Kìa. Đi xong. Quá chạy. Chà nó cái không sao trời. Mệt. Dám ăn thiệt. Mùi hơi chóng mặt trời. Thiệt là dám ăn cả nhà ơi. Chạy quá lỡ người ơi. Mình có cho thời gian mình nghỉ mệt không vậy? Cho thời gian nghỉ mệt đi chạy. Trời nhiều. Bữa nay dữ thần lắm. Chột quá, trẻ nó tiêu rồi nè. Cái gì? Đây cây nè. Đây cũng đắng mà. Nhìn đắng đấy. Chỗ đầu tiên đây nè. Vô đây đi kiếm. Tối nó dễ mất phương hướng lắm cả nhà. Vô cái nhà ơi. Bộ mà. Này mình đi bắt cái mối. Dữ lắm bự, dữ lắm bự. Đâu rồi? Đây. Kìa, còn đây là cái chăn đèn anh nè. Tiêu rồi. Dậy ra tới, đừng có dậy ra tới. Chứ đây nè. Không qua đi. Lắm. Bự. Lắm bự mà. Đây cả nhà ơi, dữ lắm bự luôn nha. Cho bá lửa luôn. Để bỏ con này không? Trời ơi, thứ dữ nữa. Ừ, bỏ mặt luôn. Vào. Bỏ bọc không đủ sức mồ hôi rồi. Đứng cục hả? Hả? Có lúa đây. Lúa chụp đi. Không. Nè. Đánh đèn nè. Bưởi hả? Lúa chụp từ trời. Vườn này ban ngày mình đã bắt chụp đã tay luôn á không? Đó hả?
đi 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 rồi vô rồi đó, mời con trở lại xong chứ do đó cái đuôi rồi chọc lỗ luôn rồi. Đây nè, lụm luôn cả nhà ơi. Rồi dữ lắm rồi. Vào với ai rồi? Trúng rồi, trúng rồi. Đó. Nhỏ. Ui, đây con nè. Vô luôn. Vô. Ui. Đây đó. Đây đây đây. Vô. Không có gì vậy. Này không? Thôi kìa. Đâu? Mất con hướng rồi cả nhà. Biết bao nhiêu văn mối nào mà nói. Bắp. Đi lại. Đứng cột lại. Cầm luôn đi lại. Công nhận buổi tối bắt cái mối đã thiệt. Dạ bá nợ anh luôn. Bữa nay mình bắt mình không hiểu gì luôn cả nhà ơi. Chụp hồi hết pin luôn có xong. Điện thoại mà muốn hết pin mà lúa cũng với ba này hai ba anh em cũng muốn hết pin luôn cả nhà. Xa cách lâu rồi. Qua đây, miếng nữa, Nông. Bà Long cướp. Cướp, 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 cướp. Ui, nó sai cái mé. Nhẹ. Xong. Chụp khói hả? Cướp. Gì vậy? Ừ. Qua xong. Ê, từ từ, lại đây, lại. Gì? Lại đó. Đây, ăn cầm chưa? Đưa nó cầm đi. Rồi chưa lại. Thánh thằng coi có 4 kg rồi trời. Thôi, vô. Đi đâu? Vô, vô cả hang rồi hả? Ê, dưới mối lửa. Đi xuống rồi đó, nè. Bạn Long cướp, bạn Long cướp tối không đi kiểm.
Con vườn này trống quá. Mình về đây anh em ơi, dữ lắm nhiều rồi. Về ha. Dữ lắm nhiều rồi cả nhà. Đây, hành quả của mình. Trời ơi. Bữa nay trúng đậm rồi cả nhà. Đây kì. Đây. Cứ cầm coi. 4-5 kg ạ. Rồi. Cả nhà coi trắng mối nè cả nhà. Nó ngào con chơi bữa nay nghe, con nào nấy bành bành không cả nhà. Gì sao? Giàu luôn rồi. Con cuối cùng là gì? Thôi, được rồi, xong rồi, về xong rồi. Về đi. Trễ rồi cả nhà. 12 giờ mấy, 1 giờ rồi. Bây giờ thì anh em lúa kết thúc clip ở đây nha cả nhà. Hẹn cả nhà clip sau. Chúc cả nhà có buổi tối ngon giấc. À, hạnh phúc với gia đình nha. Rồi, bye bye cả nhà. Hẹn cả nhà clip sau. Bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà.